quý thầy cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh thân mến. Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022 của Hồng đội huyện Định Hóa, thực hiện kế hoạch số 01 kế hoạch của Liên đội ngày 15 tháng 10 năm 2021 về việc thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022. Thiết thực thi đua lập thành tích mừng Đảng mừng Xuân mới 2022, được sự giúp đỡ to lớn của chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, sự thống nhất nỗ lực trong công tác đội và phong trào thiếu nhi của các đồng chí giáo viên phụ trách đội và các em học sinh trong toàn liên đội. Hôm nay, ngày 24 tháng 1 năm 2022, trường Trung học cơ sở Định Yên long trọng tổ chức hội thi chỉ huy đội giỏi cấp liên đội năm học 2021-2022. Đến dự với hội thi hôm nay, về phía nhà trường, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Đồng chí Ma Thị Giao, Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường. Cùng toàn thể các đồng chí, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cùng các em học sinh trong toàn trường, một lần nữa chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính mời đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên khai mạc hội thi. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. Lời đầu tiên, thay mặt chi bộ, ban lãnh đạo nhà trường, tôi xin gửi đến các thầy cô và các em học sinh lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc hội thi chỉ huy đội giỏi năm học 2021-2022 thành công rực rỡ. Hòa chung với không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022, chào xuân mới năm 2022 và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học 2021-2022. Hôm nay, Trường Trung học cơ sở Định Biên long trọng tổ chức hội thi chỉ huy đội giỏi năm học 2021-2022. Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng đội và Phòng giáo dục và đào tạo huyện Định Hóa, thực hiện nhiệm vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi của liên đội, hội thi chỉ huy đội giỏi được tổ chức với mục tiêu thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, các hoạt động của đội giúp đỡ đội viên rèn luyện thông qua các hoạt động của mình. Nghi thức đội thiếu niên tiền phong là một trong những nhiều phương tiện giúp đội viên rèn luyện. Thông qua thực hiện nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, mỗi đội viên được rèn đức tính kiên trì, sự nghiêm túc trong các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng, trong trường học và ngoài xã hội, tạo điều kiện cho các em đội viên giao lưu sinh hoạt, trao đổi, vui chơi và rèn luyện tính kỷ luật của đội. Qua hội thi còn nhằm kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện nghi thức, nghi lễ đội và thực hiện chương trình rèn luyện đội viên trong nhà trường, nâng cao chất lượng đội viên, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, rèn luyện kỹ năng thực hành nghi thức đội, chỉ huy đội giỏi, góp phần xây dựng chi đội, liên đội ngày càng vững mạnh. Về phía ban giám hiệu nhà trường, chúng tôi biểu dương đồng chí tổng phụ trách đội và các thầy cô giáo là các anh chị phụ trách đội đã nhiệt tình, tích cực tăng cường luyện tập cho các em đội viên để tham gia tốt hội thi. Với ý nghĩa và mục đích quan trọng trên, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc hội thi chỉ huy đội giỏi năm học 2021-2022.